Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em Xuân Hùng lại quay lên cho các bác một chiếc xe bản số tự động máy 1.2. Một cái dòng siêu tiết kiệm nhiên liệu và rất được hot ở trên thị trường. Trước mắt các bác thì đây là một chiếc xe Mitsubishi Attrage. Mitsubishi Attrage 2016 số tự động nhé. Một chiếc xe tư nhân, chính chủ một chủ từ đầu luôn, không có chạy dịch vụ taxi. Bởi vì cái dòng này tại sao em lại nói là không chạy dịch vụ taxi? Bởi vì cái dòng này là dòng siêu tiết kiệm nhiên liệu máy 1.2 cho nên là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều các hãng taxi mua về để chạy dịch vụ taxi. Các bác nhá, chứ không phải là gia đình nhiều đâu ạ. Rất nhiều hãng taxi mua về để chạy dịch vụ taxi cho dù nó là một chiếc xe số tự động. Bởi vì nó 1.2 thôi thì nó ăn xăng rất là ít. Chiếc này thì một chủ từ đầu luôn ạ các bác nhá, một chủ từ đầu. Đấy, không có chạy dịch vụ taxi một cái gì luôn. Xe rất là chất, số tự động, điều hòa tự động. Đó là số tự động, điều hòa tự động nhé. Và xe thì khá là đẹp. Nội thất của nó đây còn rất ngon. Các bạn rất ngon luôn và sạch sẽ. Xe gia đình đang đi nhá thì đã được trang bị lên cái lót sàn 3D này. Đó này. Đấy, lót sàn 3D cũng như là lót sàn dối cho nó sạch sẽ. Vì đây những cái chiếc xe này mà với những chiếc xe mà gia đình thì hay có những cái chương trình là lót sàn 3D. Bởi vì thực sự ra gia đình họ mới sắm như vậy, chứ còn bên em cũng chẳng sắm làm cái gì. Keo chỉ con này thì gần như là còn di nguyên hết các bác ạ. Di nguyên hết luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, keo chỉ cột kèo rồi đến nội ngoại thất. Đây là nội thất đây, da xịn theo xe nhé. Nội thất da xịn theo xe còn nguyên zin này. Các bạn một chiếc xe chạy khá là ít luôn. Khá ít đấy. Rất chất lượng cho một chiếc xe 2016 máy 1.2. Máy có 1.2 thôi các bác nhé, khoang nó cũng khá là rộng rãi. Một chiếc xe này siêu tiết kiệm nhiên liệu. Ở giá thành thì rất là rẻ thôi đó nhé. Con này thì chỉ hơn 300 một chút thôi ạ. Táp ly táp lô gần như là còn rất là sạch sẽ và nguyên zin. Máy móc thì ngon và đặc biệt keo chỉ không mất một phân làm. Đấy, một chiếc xe form dáng rộng rãi như thế này. Nó là một chiếc xe bản sedan. Đấy, một sedan cỡ nhỏ nhưng mà form dáng khá rộng rãi, được trang bị 5 ghế ngồi. Đó nhé, 5 ghế ngồi. Đi thoải mái luôn, 1.2. Máy số tự động máy 1.2 cũng khá là khỏe chứ không yếu đâu. Thường thường là máy 1 chấm thì nó yếu, nhưng mà các bác ạ thì thời điểm mới này, máy mới này thì kể cả là 1.2 hay 1.3 hay 1.5 thì nó cũng rất là khỏe. Ví dụ như con Xpander nó có 1.5 thôi nhưng mà nó chạy rất là bốc, rất khỏe. Bởi vì trong cái thời điểm mới này, thời điểm hiện đại này, máy bé thì họ làm thêm cái chế độ mà turbo tăng tốc các bác nhé. Cho nên là chạy khá là ok. Con này được trang bị là đèn lồi phim bấm này các bác nhé, đèn lồi phim bấm. 2016 thì con này nó chạy được hơn 11 vạn rồi, 11 vạn mốt rồi. Đấy, 111.000. Ở chiếc này thì được trang bị số tự động và điều hòa tự động này. Điều hòa tự động, màn hình cam lùi đầy đủ cho các bác luôn, không thiếu gì. Các nhá, màn hình cam lùi đầy đủ, không thiếu gì luôn. Một chiếc xe này bên em đang chào bán cho các bác với giá là 330 triệu đồng cho chiếc xe Mitsubishi Attrage 2016 này nhá. Các bác đang có nhu cầu mua chiếc xe số tự động giá rẻ thì đây là chiếc xe khá hợp lý cho các bác đây. Form dáng con này thì cũng khá bắt mắt các bác nhá, màu trắng ngọc trinh. Đấy, em cho các bác xem là được trang bị la răng đúc 4 bánh rồi. Mắt đèn thì rất là sáng, đèn gầm đầy đủ, có xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương các bác nhá. Đây. Các bác nhìn này, đèn đóm này. Cũng rất là sáng, đèn gầm đầy đủ luôn. Attrage 2016 và bên em chào bán cho các bác với giá là 330 triệu đồng. 330 triệu đồng cho một chiếc xe Attrage. Đấy, 2016 số tự động nhá. Máy 1.2, quý vị các bạn có nhu cầu mua dòng xe số tự động về chạy gia đình hoặc có mua về để kiếm thêm một chút dịch vụ thì đây là một chiếc xe khá ok. Các bác hãy nhanh chóng gọi điện cho em theo số điện thoại 0789333799 để đặt lịch xem cũng như là để chốt chiếc xe này. Giá thành thì có thể là hạ cho các bác một chút nữa cũng như là bao hồ sơ cho các bác luôn. Đấy, Attrage 2016 nhé. Form giá nó cũng khá là ok. Rất là chuông chắn luôn và chạy rất đầm. Đấy, một chiếc xe cỡ nhỏ SUV nhé, sedan, xin lỗi các bác, sedan. Đây là xi nhan được tích hợp trên gương này. Vì dòng này là số tự động cho nên nó đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Các bác ạ, không thiếu một cái gì luôn. Từ như gương kính chỉnh điện gập điện hết này. Gương kính chỉnh điện và có đèn lồi phim bấm. Có đèn lồi phim bấm các bác nhé. Có màn hình cam lùi, có số tự động, điều hòa tự động đầy đủ luôn. Đấy, một chiếc xe rất là đơn giản thôi. Giá tiền là rất là dễ chịu nhưng cũng rất có rất nhiều và đầy đủ tất cả các tính năng tự động luôn.
với chiếc Astrage này ấy, thì tiết kiệm xăng. Đây là cái thông số kỹ thuật của nó đây các bác này, thông số kỹ thuật đây. Đấy, ví dụ như mà đi đường trường, đi đường trường thì 4,4 lít này, 4,4 lít. Đi đô thị thì 5,9, còn đi đường hỗn hợp ở đô thị đây là 5,0, còn hỗn hợp là 5,9 các bác nhé. Đấy thì xe nó cũng ăn rất là tiết kiệm xăng thôi, cùng lắm là đến 6 lít xăng thôi. Đấy các bác ạ, đây cái cốp sau đây, một chiếc xe này cốp cũng khá là rộng rãi, khá rộng, chúng ta có thể mua về chở taxi được. Đấy, mua về chở taxi được nhé, thì khá rộng cho các bác. Chiếc này là nó cũng ngang ngửa một chiếc i10 sedan. Đây này, vẫn là lốp là lốp dự phòng theo xe luôn. Cái này thì chủ nhà lại bọc thêm một lớp thiếc chống ồn đây các bác nhé. Chứ còn xe này thì không có bị han mọt gì luôn, không có han mọt một chút nào luôn các bác nhé. Một chiếc xe 2016 số tự động, còn quá đẹp. La răng đúc đây ạ, la răng đúc, la răng thâm luôn, là theo xe luôn nhé các bác nhé. La răng theo xe Mitsubishi, lốp thì còn rất dày, đăng kiểm cũng còn rất dài luôn các bác ơi. Đây lốp đằng trước đây ạ, đăng kiểm còn rất là dài và lốp còn rất dày luôn. Đấy, máy nổ êm du các bác nhé, xe vẫn đang nổ máy và lốp dày đây, lốp còn rất dày các bác, đi lại thoải mái không bị ngợi gì. La răng thâm, lốp dày dặn, sạch sẽ. Đấy các bác nhé, thì chúng ta mua về cũng sẵn đi thôi. Vâng ạ, chiếc xe Mitsubishi Astrage này thì nó khá đẹp, 2016 và giá bán là 330 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu mua chiếc nào nhé, mua chiếc này thì alo trực tiếp cho em luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho các bác xem về máy, thì xe đang nổ máy sẵn rồi. Em bật đèn lên để cho các bác xem về cái mức độ đèn con này nhé. Đèn rất sáng luôn nhá, đèn gầm này các bác ơi, đèn gầm sáng và đèn pha cũng sáng. Thì cái cabo em đã lật ra đây rồi, giật ra rồi thì em sẽ nấc cái cabo lên để cho các bác xem về phần máy chiếc xe này. Chiếc này là chiếc máy 1.2. Máy 1.2 thì nó chỉ trang bị 3 máy thôi các bác nhé. Đấy, trang bị 3 máy và máy thì bao zin, bao zin khô đét luôn. Và chiếc này thì có cả phanh ABS này các bác này, chống bó kính an toàn này. Với mức độ mà chúng ta chạy đường dài mà đang chạy tốc độ cao mà chúng ta muốn phanh để đỗ lại nó không bị lết bánh, rất an toàn luôn. Xe thì bao zin hết cho các bác nhé, keo chỉ cột kèo máy móc bao zin, không bị va chạm đụng một cái gì luôn. Đấy, từ con ốc này rất đẹp, từ các keo chỉ zin hết các bác này, keo chỉ zin hết, keo chỉ của cabo cũng zin hết, không có đâm đụng va chạm gì. Chạy hơn 11 vạn, các bác có nhu cầu mua chiếc này alo trực tiếp em, giá bán là 330 triệu đồng thôi các bác ạ. Đấy, keo chỉ ốc gác còn nguyên zin này, không có một vấn đề gì luôn. Với chiếc Astrage 2016 này thì các bác mua về sẵn đi nhá, giá bán là 330 triệu đồng. Xe đời 2016 cho nên các bác mua là trả góp được, chiếc này to đến 60% giá trị của xe. Đấy, 60% giá trị của xe. Các bác nào đang có nhu cầu mua xe hoặc muốn xem xe thì alo trực tiếp cho em sẽ cho người đánh xe tận nhà các bác nhé. Đấy, tận nhà cho các bác xem. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.